Rồi tiếp tục giới thiệu các bạn Văn Bồi Thái. Mình xài rất là nhiều loại văn rồi, nhưng mà chỉ có loại này nhìn là nó hài hòa đẹp, rất là sáng, rất là chất lượng. Thực ra một bộ nó gồm 3 món: văn vòi, nắp che, vần ốc. Thì cái bộ này thì thích hợp nhất là cho xe mà xài vỏ có ruột. Vỏ có ruột thì chúng ta dặn ốc, ta đẩy nắp này lại, sau đó dặn cái nắp va này lại. Còn đối xe bánh mâm thì chúng ta không xài ốc được, trơn không cho dặn ốc. Mình chỉ mua 2 loại này thôi, nắp và van. Này làm bằng cao su rất là dẻo mềm. Phần bo này nó ôm vào phần rân của nhô lên của cái niền. Lỗ này lỗ 8 ly. Ốc này cũng là ốc 8 ly. Ghe nó cũng rất là đẹp. Phải nhám nhám để em ta vặn cho nó chắc. Như là kinh rê thì phải rất là mờ. Cái này nó có lỗ 2 đấy nha các bạn. Lỗ 2 nhìn nó lớn lắm. Phần ghe nó nhìn nó kỳ cục. Phần đen này nó nhìn đẹp. Giá chỉ vài chục đến trăm ngoài tùy chỗ. Mình mua ngay đợt khuyến mãi nên giá rẻ. Ok. Nhôm, tất cả là nhôm và cao su. Tuy là nhỏ gọn nhưng mà khi mà chúng ta lên xe rất là lung linh nha các bạn, rất là đẹp. Ok, tuyệt vời. Lên xe nhìn nó sáng liền các bạn. Rất là lung linh. Tạo điểm nhấn cho cái dàn chân của chúng ta. Tuy nhỏ nhưng mà rất là có giá trị. Nếu mà chúng ta đi vỗ có ruột mà cái niền nhôm một niền kim loại thì chỗ này là con ốc. Nhìn nó rất là hài hòa. Cái van vòi này nó dở, nấm cao su này nó không có che được, nó che luôn chỗ này rất là đẹp. Mà chỗ này nếu mà nó không có lồi ra, còn kim loại này nó càng đẹp hơn.